Dạ, kính chào quý vị khán giả. Columen đang có mặt tại trung tâm Dongdaemun tại Seoul. Và hôm nay thì mình cùng với đoàn của mình đến đi dự một cái hội nghị về nội dung gọi là Content Market BCW. Đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy ha, đây là đó BCW 2022 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 cho đến ngày 2 tháng 9. Ở đây chúng ta thấy cái poster của CJ nè, bộ phim Love in Contract. Rồi đây là các hãng rất là lớn, studio Lululala, Fine and Connect, rồi luôn cả A cộng E Networks cũng là một cái đơn vị sản xuất và phân phối nội dung rất là lớn của thế giới. Quý vị các bạn thân mến, thì ở vòng vòng ở cái khu vực này thì ở đây là cái Dongdaemun Design Art Center, là một cái trung tâm mà là biểu tượng, có thể nói là biểu tượng của Dongdaemun. Ở đây là một cái nơi là vừa tổ chức hội nghị, vừa tổ chức các sự kiện rất là lớn, và chúng ta có thể nhìn thấy cái kiến trúc ở đây phải nói là vô cùng hoành tráng và rất nhiều góc ảnh để chụp ảnh đẹp nha. Hồi nãy đoàn mình đã, các bạn đã chụp rất là nhiều rồi, còn mình thì bây giờ mình đang chuẩn bị đi vào, mình thấy nó quá đẹp, phải giới thiệu với quý vị các bạn để mỗi khi mà quý vị các bạn có đến Seoul thì dành một ít thời gian để từ Seoul mình chạy trung tâm thành phố Seoul chạy xuống Dongdaemun này. Ở Dongdaemun này thì có rất nhiều, ở và vòng vòng đây có các trung tâm mua sắm rất là lớn nè. Phía bên kia một vòng là quý vị các bạn có thể thấy đây là những cái shopping mall rất là lớn luôn. Đó. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy bên các cái shopping mall rất là lớn bên ở các nơi là bên đây bên kia. Rồi đằng kia là có cái Hyundai nữa. Đó, chung quanh ở đây là rất nhiều cái trung tâm shopping mall để quý vị các bạn chúng ta có thể mua được. Đi hội nghị xong rồi tranh thủ dành thời gian để ra, để là để ra cái ra các cái shopping mall ở đây rất là nhiều đồ đẹp và đồ giá rất là tốt. Hyundai Duty Free cũng nằm ở đây. Rồi bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng theo chân đi Columen đi. Đây, phía trước mặt mình mà con bác có thể nhìn thấy ha, đó là đó, nhìn cái biểu tượng rất là đẹp luôn mà con thấy không? Đó phía trước mặt. Đấy. Ở đây có những cái góc ảnh rất là đẹp, nếu mà con bác đứng ngay cái chỗ cái góc cái bảng này chụp thì cũng rất là đẹp. Đó, mình bước vô thử cho con bác xem thử nha. Đó. Đừng bỏ qua những cái góc ảnh đẹp như thế này. Đó, đẹp không? Siêu đẹp. Rồi. Rồi ở phía bên đây cũng là một cái góc ảnh khác. À, mình có thể đứng từ góc bên đây mình chụp lên đây cũng đẹp nữa. Đó, đây là một cái góc khác. À, ngược lại thì mình cũng có thể quay ngược lại cái hướng từ đây lên chụp cũng đẹp nữa. Tùy quý vị các bạn lựa chọn nha. Đó, cái đường dẫn xuống các trung tâm hội chợ triển lãm thì anh thấy cái đường nó rất là rộng, rất là thoáng, bà con bác thấy được đẹp không? Rồi. Ở bên đây thì mình thấy họ đang làm một cái, có một cái công trình gì đang xây dựng bên đây, đang dang dở bên đây. À. Ở nơi này còn có cái tên gọi là công viên văn hóa và lịch sử Dongdaemun Cultural and History Park. Dongdaemun Cultural and History Park. À, chính vì vậy cho nên ở đây là có những cái họ trưng bày đây, mình nghĩ là những cái có nguyên một cái bãi đá cổ nha. Đây mình có thể mình đọc cái này cho bà con bác xem được nè. Đây. À đây rồi, đây là "This place is the site of Hadogram, one of the outposts of Huliondogram Training Command during the Joseon Dynasty." Đây là cái nơi di tích của Hadogram, một trong những tiền đồn của Huliondogram, tức là trung tâm bộ chỉ huy tập huấn quân sự trong cái thời triều đại của vua Joseon.
Các bạn có nhìn thể nhìn thấy đây đó, những cái tảng đá đó đều là những cái tảng đá rất là cổ nha, rất là xưa. Ngày xưa ở đây là một cái đồn, một cái tiền đồn trong cái triều đại của Joseon, có từ năm 1925 luôn. Vậy là cái di tích này có từ hơn một gần 100 năm rồi. Vậy là họ chọn cái địa điểm này cũng rất là đặc biệt. Rồi, giờ mình sẽ tìm đường đi vào cái khu hội chợ. Rồi, quý bà con cô bác thấy, quý vị khán giả thấy cái các cái kiến trúc ở đây rất là đặc biệt. Các cái hình mái vòm này, các cái khối bê tông rất là lớn luôn. Các cái trần bê tông rất là cao và có những cái kiến trúc rất là đặc biệt, rất là ấn tượng. Ủa giờ cái khu mình đâu ta? Đường lên hội chợ là khu nào đây? Wow. Có giỏ rồi hả? Có rồi hả? Rồi, Mary. Đây cái này của anh này. Trong này là nó có cái giấy sổ. Đây. Ở trong nó không có quay được. Không cho quay hả? Dạ không. Sao đâu đi, mình đi vô nó luôn. Phải có thẻ đeo mới vô, chứ cứ sơn với lại chú quay không có. Vậy hả? Sơn như bà không có hả? Dạ. Ok rồi. Đăng ký thì mình... Thôi thì chú là chú vô con đuôi thẻ của con với chú để hỏi con quay được không? Như không sao đâu, không sao đâu. Mình bấm dài mà dài shot cho người ta nhìn thấy thôi. Ok. Vậy vô đi nè. Đi cầm này. Không lấy cái sổ cho anh. Tên, tên Giang Vinh. Tại mình không có đăng ký. Đây BCWW. Mọi người vô rồi. Ok. Dạ anh chờ em chút đi. Đây là studio Lululala. Ở đây có rất nhiều quầy ha, nhưng mà mình cảm giác là năm nay khoảng mấy năm rồi mình mới trở lại cái BCWW này. Nơi đây là một cái nơi mà các cái nhà sản xuất hay tìm đến tìm để mua format hoặc mua kịch bản. Năm nào cũng vậy, mình hay tổ chức cho các anh em trong điện quân, từ biên kịch cho tới các bạn sáng tạo nội dung, là đi các hội chợ như thế này để tìm kiếm những nội dung, rồi tham khảo coi có cái gì hay thì mình học, để học hỏi thêm các xu hướng mới. Và năm nay thấy hơi vắng, có vẻ hơi ảm đạm. Nhưng mà phải nói là cái không gian này của họ, họ làm rất là đẹp luôn. Đây, GTBC. Đó là những cái hãng rất là lớn ha. MBC, rồi KBS, rồi CJ&M.
rồi Studio Jenny. Mỏi chân quá, mới đi có xíu mỏi chân. Đó, mỗi một cái quầy như vậy chúng ta thấy có những cái bàn nhỏ nhỏ về để cho cái người các cái đơn vị sở hữu nội dung đó, họ sẽ ngồi đàm phán với là các cái đơn vị mua hàng. Đó, ví dụ như đơn vị nào muốn mua phim, muốn mua nội dung đó, thì sẽ đặt lịch trước với lại các cái chủ cái gian hàng này, các với các hãng này. Mỗi năm thì mấy cái hội chợ như là đi rất là đông người luôn, và năm nay mình thấy rất là có vẻ rất là vắng luôn, ít người lắm. Chứ bình thường là trước là cứ giờ này là đông nghẹt rồi. Platform hả? Yeah. Connect. Yeah, please. If you feel interested, please check out and then. Rồi có 1.800.000. Platform. Platform. And now you have 1.8 million titles. Right. So like 1.8 million titles for now. Including series, including TV shows and everything? Yeah. Oh, okay. Spain, Viaco. Lấy cái name card nha. Oh, do you have your name card? So, thank you. So here's my name card. Oh, you're a director. Oh, go to director. Can you got me a few. A few more? Thank you. Hiền dữ trời. Hai chị này là ta nhận diện ra là Jenny luôn này nha, không có giỡn đâu nha. Hai chị tóc vàng. Hôm qua mình quay clip lên đó, một số người đã nhận diện ra đây luôn. Wow. Yu Jong, how do I call it? Yeah, Yu Jong. Right. Oh, okay. Oh. Okay. Yeah, cô này là giám đốc của cái quầy Blind TN. Blin. How do I call it? Blin TN? Linton. Linton. Yes, Linton. Cái platform mới. How old is this platform? We launched it last year. So it's been about a year or so since our first launch. Yes. Are you looking for content from Vietnam? Of course. Because there are a lot of Vietnamese content needed from all over the world, especially from the U.S. also, because there are a lot of Vietnamese expats and everything. And we are thinking of Vietnamese content as the next, you know, like the big Asian content. But this is global, It's a global platform. This is a global platform. Oh, so wow. We have more than 50 countries who are using our platform. Well, right now you have more than 50 countries. Yeah. So. So you're not only in Korea. So we have our office in Korea, but we are operating globally because it's a platform. But so, originally from Korea or from international? We're from Korea, but we have offices in LA and Beijing as well. Oh. So we're going international. More than 50 countries. Oh, wow. Well. Yes, that's our platform. Gửi gửi em gửi thông tin cho cổ hả? Connect đi, cái này hay á. Okay, my people will talk to you later. Dạ ha. Lululala này, ông này có vẻ mới quá ta. Đây là những cái poster của các cái show của Studio Lululala. Wow. Studio Lululala. Studio Lululala scripted format. Can I have one? Okay. We have one for the script.
scripted format, and then the other for the non-scripted format. Oh, okay. And this is our company's catalog. So I got three of this. Is that enough already? Yeah, yeah. Oh, okay. Yeah. So, can you give me my the contact person? Oh, yeah, sure. Person contact. Oh, so which territory you were? Vietnam. Oh, Vietnam. Excuse us. Okay, thank you very much. Kien. She's the manager. Okay. So this is her name? Yeah. Yeah, hi, nice to meet you. Nice okay. To meet you. Yeah. Okay, I'll come contact you later. Yeah, okay. Sure, of course. Okay, I just go around and come back. Let's see. Đây là phía này là SBS. Ở đây là cái quầy của SBS, tức là cái đơn vị sở hữu cái format mà Iron Man đó. Rồi đằng kia là Arirang, còn bên đây là quầy của A&E. A cộng E. Đây là quầy A cộng E nè. A plus E Networks là một cái network mà rất là nổi tiếng ở vực châu Mỹ Latin nha, quý vị các bạn thân mến. Rồi, mến chào quý vị các bạn. Vậy là một ít phút rồi Coleman đi dạo một vòng nhanh gọn lẹ ở tại BCWW, là một cái trong những cái chợ nội dung lớn nhất ở tại Hàn Quốc, tổ chức mỗi năm một lần. Ở tại Hàn Quốc này thì có hai cái hội chợ là BCWW và BCM tổ chức tại Busan. Ở đây thì BCWW là thường xuyên tổ chức tại Seoul. Dạ, một năm là có hai cái sự kiện như vậy. Các bạn làm nội dung, các bạn nên tham khảo các cái sự kiện như vậy đó. Các bạn đi, chúng ta tìm thấy được cái xu hướng của các quốc gia trên thế giới, hay như đặc biệt là ở Hàn Quốc. Đây là cái nội dung tập trung cho nội dung Hàn Quốc. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Tiger ơi, thấy ba không Tiger? Ba đang Hàn Quốc, ba sẽ sớm về con nha. Ok, vô biển đi Hàn Quốc.